Sức khỏe cho người lao động là chương trình phối hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh với các cơ sở y tế nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động. Là một trong số 200 nữ công nhân được tham gia chương trình sức khỏe người lao động, chị Đoàn Thị Tuyết, công nhân chi nhánh tuyển Cam Đường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam rất hài lòng khi được các y bác sĩ thăm khám, tư vấn và có những lời khuyên bổ ích về sức khỏe. Đi khám bệnh để mình biết bệnh tình của mình. Hai nữa là em thấy khám đây rất là cẩn thận và họ đón tiếp rất là nhiệt tình ạ. Khám xong thì em rất là tự tin vì là em không sao cả. Cũng như chị Tuyết, chị Kiều Thị Định được tổ chức công đoàn quan tâm tạo điều kiện nắm bắt kiến thức sức khỏe, thăm khám, tầm soát bệnh tật và sàng lọc ung thư. Được đi đến nơi khám thì thật rất là vui vẻ và em cũng rất là yên tâm về sức khỏe vì các bác sĩ tư vấn rất là kỹ càng và nhiệt tình ạ. Chương trình sức khỏe cho người lao động đã giúp 200 nữ công nhân được thăm khám sức khỏe tổng quát gồm khám sản phụ khoa, siêu âm, chụp chiếu vùng ngực, tầm soát ung thư. Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2024. Ở đây là một chương trình hết sức là ý nghĩa. Chương trình đợt này tổ chức khám tầm soát cho khoảng 200 công nhân. Thông qua cái việc khám tầm soát để giúp cho phát hiện ra những cái trường hợp mà bệnh có nguy cơ để có tư vấn để can thiệp kịp thời. Chương trình sức khỏe cho người lao động mang nhiều lợi ích thiết thực đến với đoàn viên công đoàn, người lao động, giúp đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, gắn bó hơn với doanh nghiệp.